Đội huấn luyện kính chào quý vị, ngày đang là buổi sáng ngày 30 tháng 9 năm 2022 và chúng tôi đang lắp hai chiếc thủ chè lên. Đây là hai chiếc thủ chè khảm dâu kiến, lèo mai điểu và vệ tư linh. Hiện nay trong cửa hàng tôi là còn, tôi nhớ mang máng là còn 3 hay 4 chiếc. Thì đây là chúng tôi dựng lên hai chiếc. Những cái này là chúng tôi làm được rất lâu rồi, phải 3-4 năm rồi. Nhưng mà là mình để lâu để khô và nó xuống màu. Đây hoàn toàn là nguyên bản màu tự nhiên nhé, và đang xuống màu. Thì gần đây chúng tôi mới bán mấy cái đi thì còn chỗ để dựng lên cái mới để lắp lên. Và những cái này là bằng gỗ vụ Lào, được đánh giáp nhẵn và cọ lá chuối. Hiện nay vẫn để đang để trần mộc, bởi vì một số bác là thích chơi trần mộc như thế này. Còn hôm rồi là bác ở Mỹ Đình là bác cũng mua một cái, nhưng mà bác hôm đó cũng đang để mộc ở đúng cái vị trí này, tầng 2 khu C, và bác muốn là sơn lên. Còn chiếc đấy mới giao cho bác rồi, nó y đúc cái này, không khác một tí nào luôn. Thì chiếc thủ chè này là giá của năm, giá của cách đây 4-5 năm và cho đến hết năm nay thì vẫn là 65 triệu ở tại xưởng. Ví dụ đi Hà Nội là 66 triệu hạn đấy, nhưng mà đến hết năm dương lịch này thì quyết định là tăng giá lên 5 triệu nữa. Bởi vì đây là không phải là tăng đột ngột mà là nhiều năm rồi. Thường thường mỗi năm nó tăng khoảng 1 triệu. Nhưng 4-5 năm nay thì bây giờ là hết năm nay sẽ tăng. Cho nên bác nào mà mua trong năm 2022 dương lịch là vẫn là 65 triệu. Thế thì cái này xin giới thiệu sơ bộ với khách là cái tổng thể nó là rất là dày dặn và khảm đẹp, đục đẹp, khoe tất cả cái tài năng của người thợ thủ công. Và cái cánh này ấy, là cánh là xẻ cong. Bình thường cánh người ta sẽ là uốn, nhưng mà cánh này nó dày dặn và xẻ cong. Bên trong sờ vẫn còn có cái vết gợn gợn của cái đường xẻ đây. Cánh rất là dày, dày lồi lên đây này. Đấy. Và bắt đầu từ chiếc lèo này, lèo mai điểu là tất cả các cái đường nét nó tinh xảo và mảnh mai. Quý vị nhìn thấy là cái con chim này nó chỉ to bằng cái đầu ngón tay thôi, nhưng mà nó rõ từng cái lông một. Đấy, hoa lá kênh bong. Và không thể kênh hơn nữa, nếu kênh hơn là vỡ hết luôn. Và những cái này là đủ khoảng tay quý vị. Đấy, đây là cái lèo mai điểu. Mỗi con một dáng vẻ, không con nào giống con nào đâu. Con nhìn xuống, con nhìn lên này, mình có kênh bong như này cơ mà. Thường kênh bong nó là 2 tầng, nhưng đây đến 4-5 tầng luôn. Đấy, ngón tay tôi đi tôi luồn từ tận bên trong này, quý vị nhìn thấy ngón tay này. Đấy. Và cái lèo này là nó có 3 phần nhé, phần ngang này, còn hai cái cù này là miếng khác, nhưng mà mình làm rất khéo, nó ẩn vào trông nó như là liền, nhưng thực ra là riêng nhé. Tiếp theo là cái vệ tứ linh nhé, vệ Long Ly Quy Phượng này, cũng kênh bong như thế, vô cùng tinh xảo luôn. Đấy, những người thợ giỏi nhất của làng nghề là làm. Và tiếp theo nữa là cái phần khảm. Phần khảm chúng tôi gọi là khảm dâu kiến, bởi vì tất cả các cái đường nét của nó là nhỏ như cái dâu con kiến luôn. Và màu sắc này là màu sắc cầu vồng. Quý vị nhìn thấy cái màu nó vô cùng sinh động luôn này. Bắt đầu từ cái góc trên đây nhé. Cái góc nó còn đẹp này. Cái góc còn xen lọng mỗi một cái miếng lá, cái góc nó riêng riêng. Trông thì tôi quay gần đây, nhưng nó chỉ bằng một cái, cả cái lá bằng cái đầu ngón tay này. Đấy. Còn cảnh bên trong thì một bên, như bên này là Thái Công Thất Thập Mộ Văn Vương, bên kia là Tam Phố Thảo Lư Lưu Huyền Đức, tức là hai cảnh là cầu người hiền tài. Đấy, cái này là toàn là vàng chanh đỏ lửa này, màu sắc là thấy mỗi một miếng gạch miếng ngói này là một miếng riêng, nó gọi là kỹ thuật sen lọng. Để kéo gần vào quý vị nhìn này, các cái mái của nó này, đấy, mỗi một miếng trên mái là miếng riêng nhá. Đấy, xong xuống dưới này này, đây mỗi một cái viên gạch cẩm quy này là một miếng riêng nhá. Cẩm quy tức là trông nó như là cái mai con rùa đấy. Đấy. Còn ở những cái núi cái non này, thậm chí trong một cái núi là một miếng, nhưng mà màu sắc nó cũng chuyển màu khác nhau luôn. Cái này nó gọi là ốc xà cừ, tức là màu sắc là tuyết đỉnh luôn. Cái đường nét chữ cũng nét. Từng cái cỏ hoa bé tí tẹo đây, cả bụi cỏ tôi quay gần chứ mà tôi lấy một cái ngón tay đặt vào là lấp luôn này. Đấy, một cái ngón tay mà lấp luôn cả một bụi cỏ luôn. Thì quý vị nhìn thấy là hình dung nó tinh xảo như thế nào. Đấy, đến xuống dưới này này,
cái cờ này, những cái dải lụa của cờ bé tí này, những con chim bay lượn này, không thiếu một chi tiết nào cả. Rồi biển hiệu, rồi người, rồi vua, rồi quan này, thiếu gần lại nó tinh xảo này mà. Đấy, tôi cái này xem là xem quay phim rõ ra bên ngoài. Bên ngoài là các bác có tuổi là phải đeo kính mà không đeo, và ngắm đi ngắm lại, ngắm mãi chả hết ấy. Ngắm hàng năm rời không hết cái bức tranh như này. Và sau khi ngắm cái phần khảm cho nó đã mắt thì mình lại quay sang mình ngắm cái phần đục trạng và ngắm cái tổng thể, ngắm các cái đường gờ, đường soi, đường héo này. Có thể nói là một cái thước tủ chè này là một cái tác phẩm nghệ thuật xứng đáng là để được lưu giữ. Có những bác là bác có hai anh con trai mà có mua hai cái và bảo thôi để làm kỷ niệm ra sau này, ngoài cái chuyện cho nhà, cho đất, cho tài, cho sản, nhưng mà cái quan trọng là cho một cái kỷ niệm. Đấy, mỗi anh cần được một cái chiếc tủ chè này để làm kỷ niệm, gọi là của bố cho lại. Cái nhìn thấy ngắm không bao giờ chán mắt luôn. Bản thân chúng tôi làm nghề đó hàng chục năm nay, nhưng mà có lúc ngồi uống trà, uống cà phê mà ngồi ngắm chiếc tủ chè này không bao giờ chán luôn. Tại sao mà những đường nét mà những người thợ thủ công người ta làm đỉnh cao như thế này. Mà cái này nó mang tính chất trao truyền con nối nhé. Chà, các cụ từ cái đây bao năm rồi, các cụ già thì nghỉ ông truyền cho bố, truyền cho ông, thì ông truyền cho bố, bố truyền cho con. Nó cũng có những cái kỹ thuật nó bí truyền nó làm nên được các cái đường nét như thế này. Tại sao nó lại mảnh mai này mà không gãy vỡ, cái đó rất là khó luôn. Cho chính vì quá tinh xảo này nhiều bác cũng thích chơi nguyên mộc. Còn thì tất nhiên là sơn thì nó đẹp một vẻ khác, nhưng mà mộc thế này nó cũng đã đẹp quá rồi. Và thưa quý vị, xin nhắc lại lúc này đang là sáng ngày 30 tháng 9 năm 2022, và giá của chiếc này đến thời điểm này vẫn là 65 triệu ở tại xưởng. Nếu mà chuyển toàn quốc là tiền ship toàn quốc là 2 triệu nữa. 2 triệu nhiều khi sợ không đủ đấy chúng tôi. Chúng tôi chuyển đi xa là phải đóng thùng. 2 triệu là chúng tôi đã phải bù một phần rồi. Đã bù cái công đóng thùng rồi. Riêng tiền công và tiền thùng nó mất 500-700. Đấy, nhưng thôi tôi cứ tính 2 triệu. Nếu như Hà Nội đi gần là 1 triệu. Và cái này nó kèm đôi mễ bên dưới quý vị nhé. Đôi mễ là gỗ lim Nam Phi. Còn cái tiếp thùng này là gỗ vụ Lào, là 65 triệu. Còn nếu bác nào mà đặt gỗ vụ ta Quảng Bình làm thêm 30 triệu nữa là thành 95 triệu. Thì từ trước giờ cũng có mấy bác đặt gỗ vụ ta rồi thì lại phải đặt mới và phải đợi thời gian cũng dài đấy. Nhanh nhất là 3 tháng mà có thể muộn lên đến 4-5 tháng. Và xin tạm biệt quý vị tại đây. Xin quý vị liên lạc với Hiền theo số 0984 666 999, cả điện thoại cả Zalo, hoặc số nữa là 0967 666 111. Tạm biệt quý vị.